Anh Túc TV chuyên Calama Rock Beauty miễn phí hàng đầu tại Việt Nam. Nếu anh em còn chưa đăng ký kênh thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những quả cao iRock cũng như Beauty miễn phí. Ok, với anh em thì tới quả cao này thì Túc gửi tới anh em nhận 56.680 cái đồng LFT này, tương ứng 7 đô. Để tham gia kèo này anh em cần kích vào đường link dưới phần mô tả làm nhiệm vụ, anh kích start sau đó nhập captcha. Được chưa? Captcha xong thì hiện là cái bước chậm nạp, bước đầu tiên join group cũng như channel. Rồi join. Rồi join tiếp này. Ok, follow retweet like retweet bot lại bài viết này. Để ghim này. Rồi. Anh sẽ theo dõi này. Rồi anh em sẽ thả nó có team này. Tweet lại rồi. Ok, quay sang tiếp tục làm nhiệm vụ này. Rồi nó bắt anh em follow này trên Facebook để open cho mình. Rồi nó chuyển hướng anh giao diện Facebook này. Rồi anh em sẽ theo dõi này, cái cổ phần này. Theo dõi. Ok, quay sang bot tiếp tục này. Follow, like rồi tiếp tiếp theo kênh của nó này. Rồi. Xong thì anh em sẽ kích vào phần join tiếp này. Rồi join rồi thôi. Submit cho mình này. Ok, anh em sẽ gửi điền mail của anh em vào nha. Rồi, xin điền mail anh xem, anh sẽ gửi đi này. Ok, retweet link, profile link, ok. Quay sang bot lấy thôi. Rồi. Anh em kích cái trái màn hình, cái hồ sơ này, sau đó kích cái phải màn hình cho mình này. Chia sẻ này. Sau đó thì anh em kích vào sao chép kênh nhân tạm cho mình, quay sang gửi cho bot này. Điện thoại đơ quá, hơi bực mình cái điện thoại này thật. Rồi, gửi cái profile link của thằng Facebook cho nó này. Rồi quay sang Facebook thì anh kích phần ba phần cạch cho mình này, ấn phần sao chép link kia cho mình. Rồi quay sang gửi cho nó. Rồi em sẽ gửi đi này. Rồi anh em giết cho mình nha. Ở đâu? Anh em sẽ lấy cái đối tư link được. Open cho mình. Bài viết của nó, tìm cái bài viết của nó đó. Rồi đến cái bước này anh em không cần đâu. Anh em ấn giết cho mình được rồi. Sau đó hiện lên cái giao diện như trên này. Anh em giết. Hai cái giết xong bắt đầu anh em quay sang địa chỉ BLB Smart Chain. Anh em lấy cái địa chỉ ví F20 anh em sẽ gửi cho nó này. Sau đó nó hỏi anh em là đã join hai kênh này chưa. Anh em chưa join có thể join và ấn giờ iRope cho mình. Và anh hiện giao diện như trên. Anh em có thể check số dư này, balance này. Và số dư này là đã ghi nhận 56.680 cái đồng LFT. Đã ghi nhận và đây đường link để anh em giới thiệu bạn bè để kiếm thêm các token này nha. Ok, kết thúc video, chào mọi người.